Ơi con nghe, hình như ở cuối phố có ai cãi nhau, họ trong tiếng pháo ồn ào, vài đứa lắc chuất lại gây thêm chuyện va vách mấy người hàng xóm, mặt sao nhăn nhó cồn cào. Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, giận nhau làm chi ngày năm mới. Một năm tay chị lại ghé thăm một lần, lãng phí trách nhau để làm gì? Chuyện cũ mình lo. Chuyện năm cũ, nhiều mây mát bên mình, ta là